Đố anh tìm được căn phòng bí mật trong ngôi nhà của mình. À đù, khó thế à? Lần sau có câu hỏi nào khó hơn thì hãy đố em. Anh sẽ tìm cho em hai căn phòng bí mật luôn, chứ không phải là một căn phòng bí mật đâu. Cùng xem video này của mình nhé. Let's go. Hello hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Cá Voi Gaming. Nội dung clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một cái căn phòng bí mật có trong nhà 21K. Tuy nhà 21K của chúng ta không có được cái tầng hầm như nhà 54K nhé các bạn, nhưng mà chúng ta bù lại là chúng ta vẫn có thêm được một cái căn phòng bí mật riêng nha, ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta luôn ha. Vậy mình cùng mời các bạn cùng theo dõi clip của mình nha. Hiện tại là mình đang đứng trước nhà của mình nha các bạn. Nhà của mình là nhà 21K nha các bạn. Đó, nhà của mình là nhà 21K nha. Đây, nếu mà các bạn đi vào trong nhà như thế này á, thì các bạn sẽ không thấy được căn phòng bí mật của mình đâu. Đó, bạn sẽ không thể nào thấy được căn phòng bí mật của mình đâu ha. Đó, các bạn phải đi ra ngoài này nè các bạn. Mình sẽ chỉ các bạn vào ha. Các bạn có thể đặt một cái ghế ngay ở trong phòng của mình cũng được, hoặc là các bạn lấy một cái kệ 50 ở trong đây, 50 ở bên ngoài ha các bạn. Các bạn đặt cái kệ như thế này cho mình ha. Đó, như thế này cho mình nè à. Rồi sau đó các bạn ấn vào ngồi nha. Đây là chúng ta sẽ ra được sau vườn ha. Và sau đó chúng ta sẽ đi vòng qua cái căn phòng của chúng ta nha. Đây, đứng ở trong đây thôi thì chúng ta đã thấy căn phòng của chúng ta rồi nè, các bạn thấy không? Đó, đó, còn chỗ này là cái cửa vào á các bạn. Cái cửa vào nè, đây là căn phòng của chúng ta ha. Đó, một cái căn phòng bí mật hay các bạn. Còn bên đây là một cái rách ở ngoài nha các bạn. Đây, đúng rồi, đây chính là một căn phòng bí mật đó bạn ơi. Đó là không tốt nha. Đây là chính là một căn phòng bí mật ha. Rồi các bạn có thể đi thẳng để đi xuyên qua lẫn đi ra luôn nè. Đó, mất tiêu căn phòng bí mật rồi đúng không? Rất là đơn giản phải không các bạn? Để chúng ta có thể ra được căn phòng bí mật, các mình sẽ hướng dẫn các bạn lại luôn ha. Các bạn ấn vào sửa chữa nhà nha. Các bạn ra khỏi nhà giúp mình một xíu ha, tại mình phải hướng dẫn các bạn clip này. Sau đó các bạn chọn vào cái vật phẩm á, để chúng ta lấy, các bạn có thể lấy cái rế hoặc là cái kệ ha. Tốt nhất là các bạn nên mua cái kệ đi ha các bạn. Mình sẽ lấy cái kệ này để mình làm lại cho các bạn xem nha. Đó, sau khi các bạn mua cái kệ, các bạn vào kho lưu trữ, sau đó các bạn nhấn vào cái kệ này ha. Rồi các bạn kéo như thế này. Đó, các bạn để 50 ở đây, 50 bên kia nha. Đó, thấy điều con mắt là được rồi. Đó, vậy đó. Rồi, ok ha. Đó, rồi, ok chưa? Đó, vậy là các bạn, rất dễ dàng phải không? Sau đó các bạn nhảy lên cái kệ đó nha, nhảy lên cái kệ. Mình nhảy hụt vào ta. Cái kệ các bạn ấn vào cho nhân vật ngồi vào đây nha. Đó là chúng ta đã được bên ngoài rồi. Phía ngoài này là một cái khu vườn rác là rộng luôn nè. Còn đây là căn phòng bí mật của chúng ta. Tên tên, dễ bác phải không nào? Rồi ok, thế là xong một chỗ bí mật rồi đúng không? Chưa đâu, còn một chỗ nữa nghe các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái chỗ nữa, đó chính là một cái căn phòng bí mật luôn nghe, hay gọi là một cái căn hầm bí mật nghe, trong khu nhà 21K của chúng ta ha. Đây, mời tất cả các bạn cùng theo dõi mình ha. Thì cái này cũng đơn giản thôi, các bạn hãy vào trong nhà của mình ha. Vào trong cái phòng nhà của mình đó. Phòng nhà của mình đó, các bạn hãy đặt một cái ghế ở đây nha. Mình cũng khuyên các bạn là nên để cái kệ cho dễ qua lại nha các bạn. Các bạn hãy đi lại cái ghế mà chúng ta vừa đặt ha. Các bạn cũng đặt 50-50 giống như cái kệ á. Các bạn hãy đi lại cái ghế như nãy và các bạn ấn vào ha. Sau đó các bạn xoay qua phía bên ngồi ghế ha. Đó, các bạn thấy gì chưa? Đó, các bạn thấy gì không? Một cái căn phòng, một cái căn hầm, hay gọi là một cái căn hầm bí mật đi các bạn. Đó, mình thấy nhiều clip hướng dẫn trên YouTube đó là chỉ phát hiện được một cái căn nhà bí mật thôi ha. Còn ở đây là tới một cái căn hầm bí mật luôn đó các bạn. Mình mà cắt cái ghế này vô ha, đố mấy đứa kiếm được mình luôn á. Khoan, bây giờ mình sẽ cắt cái ghế này vô nha. Mình sẽ cắt cái ghế này vô rồi mình sẽ cho mấy đứa nó kiếm mình ha, thử nha.
Đã ha, bây giờ mình sẽ cho mấy bạn kiếm mình ha. Mình sẽ thử xem các bạn kiếm được mình không nha. Mình hiện tại là đang ở giữa cái khoảng trống giữa hai cái căn phòng á. Mình thì có thể là quan sát được mấy bạn ở bên ngoài ha, nhưng mà mình không biết là mấy bạn có thể quan sát thấy mình không. Bạn kia đã không thấy đi vô rồi. Trừ khi để cái ghế nha, mấy bạn mới kiếm được mình nha. Không để cái ghế là mấy bạn không thể nào kiếm được mình đâu nha. Đố mấy đứa, đố mấy đứa tìm được anh, đố mấy đứa tìm được anh. Hay hay quá. Vậy là bạn này đã bấm theo dõi và bạn ấy đã tìm được mình rồi nha các bạn. Rất là hay luôn nha. Rồi lên sóng luôn rồi đó. Em lên sóng luôn rồi đó. Em lên sóng luôn rồi đó. Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đừng quên ấn vào biểu tượng đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ Voi ra những cái clip tiếp theo nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.